Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn một số bài toán tính nhẩm, tính nhánh bằng cách sử dụng các cái biến đổi đại số, cụ thể là hàng đẳng thức. Ở đây các bạn thấy này, 144 chính là 12 binh, cho đó ta sẽ có 112 binh trừ đi 12 bình phương. Đấy. Ở đây các bạn áp dụng tính chất A binh trừ đi B binh thì sẽ bằng A trừ B nhân cho A cộng B, hoặc là A cộng B nhân A trừ B. Cho nên chúng ta viết đấy là sẽ bằng 112 trừ đi 12 nhân với 112 cộng với 12. Ok. Các bạn thấy 112 trừ 12 là bằng 100. Ok. Còn đấy là 112 cộng 12 là 124. Để chuyển 2 số 0 sang chỗ này sẽ bằng là 2400 với 12.400 các bạn nhé. Đấy. Tiếp tục này, 2022 bình phương trừ 22 bình phương, áp dụng công thức trên ta sẽ có 2022 trừ 22 nhân cho 2022 cộng 22. Ok, cái này sẽ bằng là 2000 nhân cho 2044. Ta lấy 2 nhân với cái những số này thì đây sẽ bằng này 8804 này, giờ này 30. Vậy kết quả là gì? 4.088.000 các bạn nhé. Tương tự các bạn thực hiện phép tính 101 mũ 3 trừ 3 nhân với 101 binh cộng với 3 nhân 101 trừ 1. Thì ở đây các bạn áp dụng hàng đẳng thức A trừ B lập phương. Thì sẽ bằng A lập trừ đi 3 A B, A lập A binh B cộng với 3 A B binh trừ đi B lập. Đấy. Cho nên ở đây ta sẽ biết áp dụng với A là bằng gì nào? 101 còn B bằng 1. Thì ở đấy 1 sẽ bằng 1 lập này nhá. Đó đấy sẽ biến thành là bằng 101 trừ 1 lập phương. Đấy. Bằng 100 lập phương. 100 lập phương thì cái số 0 nó tăng thành 3 lần. Đấy, 1 00000. Vậy kết quả đấy là 1.000.000 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đấy, những dạng toán thuộc toán trung học cơ sở, nền tảng cho toán học.